Thưa quý vị, trong chuyên mục khách mời ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của biên tập viên Hồng Ân cùng thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh, là giám đốc của bệnh viện Lê Văn Thịnh, người sáng lập Nhà ăn Hạnh Phúc để hỗ trợ giúp đỡ cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh cùng với những người có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện để có thể lắng nghe và hiểu rõ hơn câu chuyện về nhân văn rất ý nghĩa về một nhà ăn lan tỏa yêu thương. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Hồng Ân mến chào quý vị khán giả của chương trình Việt Nam Ngày Mới. Xin giới thiệu với quý vị, ngay cạnh Hồng Ân lúc này là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác để lắng nghe những chia sẻ về nhà ăn hạnh phúc do chính bác sáng lập. Dạ, xin chào bác Trần Văn Khanh Xin chào em, xin chào quý vị khán giả. Hồng Ân thắc mắc cụ thể hơn là ý tưởng lập nền nhà ăn hạnh phúc của bác được xuất phát từ ý tưởng nào vậy ạ? Xuất phát từ nhu cầu của người dân, đặc biệt là những người bệnh nội trú và ngoại trú, hàng ngày thì phải đem cơm đến để ăn, nhưng mà cũng còn nhiều người khó khăn. Do đó xuất phát từ cái sự khó khăn đó, bằng những cái nguồn vận động từ các mạnh thường quân, chúng tôi nghĩ rằng cần phải sớm mà thành lập một cái nhà ăn, và đó là cái nhà ăn hạnh phúc. Chúng tôi được sự quan tâm của các anh em trong bệnh viện cũng như là của các mạnh thường quân, và cách đây hơn 2 năm chúng tôi đã khánh thành được cái nhà ăn hạnh phúc, nhà ăn không đồng. Vậy thưa bác, nhà ăn hạnh phúc được duy trì bằng những hình thức đóng góp nào vậy ạ? Mọi sự đóng góp của cá nhân, của tập thể thì được thông qua phòng công tác xã hội cũng như là nhóm thiện nguyện Nhất Tâm. Còn hàng ngày người dân đến ăn thì không phải bỏ bất kỳ đồng nào vào một cái thùng nào cả, mà chúng tôi sẽ vận động từ các cái đơn vị, các cái cá nhân, và có cái tổng kết rồi công khai những cái nguồn thu vào và cái nguồn chi cho hàng ngày các cái suất ăn. Khi nào mà cần thêm nhiều sức nữa thì chúng tôi sẽ báo cho các cái mạnh thường quân, các đơn vị để có thể tăng cường. Khi mới thành lập thì bác đã gặp những cái khó khăn nào trong khâu vận động nhà hảo tâm đóng góp công sức cũng như là vật chất để mà duy trì bếp ăn và bố trí người thực hiện công việc này như thế nào vậy thưa bác? Khi mà mới thành lập nhà ăn hạnh phúc tại bệnh viện Lê Văn Thịnh thì bước đầu thì chúng tôi thực sự thì cũng gần giai đoạn vào cái dịch bệnh, thì điều kiện bệnh viện để đầu tư cho cái một cái bếp ăn thì cũng phải cần có kinh phí, thì chúng tôi tất cả những cái xây dựng hay là mua sắm đều được vận động. Cũng may thì có một cái đơn vị xây dựng đã hỗ trợ cho nguyên một cái nhà ăn, rồi kể cả bàn ghế, rồi tất cả những cái trang thiết bị trong này thì đều được sự hỗ trợ từ các cái mạnh thường quân. Do đó là chúng tôi chỉ bỏ công và có tâm huyết và kêu gọi thôi, và quản lý vận hành nó thôi. Hiện nay thì nhà ăn hạnh phúc của mình có khoảng bao nhiêu y bác sĩ và mạnh thường quân cũng như là nhà hảo tâm phụ nấu ăn để mà hỗ trợ chăm lo bữa ăn cho bệnh nhân cũng như là thân nhân của người bệnh về thưa bác? Hiện nay thì chủ yếu cái lực lượng nấu ăn và pha chế đó, và chủ yếu là từ cái nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, còn lại các cái công tác hướng dẫn và công tác phụ trợ đó thì mỗi ngày thì có từ 5 đến 7 em từ cái nhân viên của bệnh viện, trong đó phòng công tác xã hội và có các y bác sĩ để hỗ trợ trong trường hợp mà cao điểm đó. Thưa quý vị khán giả, để giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về công việc của đội ngũ y bác sĩ cũng như là các tình nguyện viên của nhà ăn hạnh phúc mỗi ngày tổ chức chuẩn bị những suất ăn như thế nào để trao cho các bà con, thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn phóng sự sau đây ạ. Đều đặn mỗi ngày từ 8 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhà ăn hạnh phúc bắt đầu đỏ lửa chuẩn bị các suất ăn để kịp thời cung cấp cho bệnh nhân, người thân bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ cùng những người có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ từ 8 đến 10 người phụ trách trực tiếp, nhưng nấu từ 350 cho đến 500 suất ăn mỗi ngày. Nấu được những món ăn mà mọi người tới đi ăn cảm thấy ngon, và trong lòng mình cảm thấy rất là vui, rất là hoan hỷ. Mỗi ngày thì mình nấu được mấy trăm phần ăn ở trong bệnh viện dành cho y tá, bác sĩ, rồi bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phụ rất đông. Buổi sáng mấy cô làm rau phụ mình, còn mình thì vào bếp nấu, mấy cô thì bên pha rau. Nhà ăn không chỉ thu hút các tình nguyện viên tại thành phố, mà nhiều người bệnh khi đến bệnh viện thăm khám cũng trở thành tình nguyện viên đồng hành cùng nhà ăn.
Mỗi người mỗi việc nhưng cùng chung nghĩa cử đẹp, đó là chung tay góp sức giúp đỡ mọi người. Thì mỗi lần qua đây thì trong thời gian mà để đợi xét nghiệm rồi đó, ha, thử máu thì cũng chút thời gian ra đây phụ thì tạo niềm vui. Cũng như mỗi khi mình bới cơm cho bệnh nhân ăn hay là với khách qua đường á, bác sĩ y tá thì mình cũng vui. Gần 11 giờ, mọi việc chuẩn bị cho bữa ăn trưa đã hoàn tất. Các tình nguyện viên sắp xếp thức ăn vào khay, chuẩn bị đón tiếp bà con đến nhận cơm. Tuy những suất ăn giá trị không lớn về vật chất, nhưng giàu về giá trị tinh thần. Bởi đó là công sức, tâm huyết và sự sẻ chia của mọi người dành cho những hoàn cảnh khó khăn, giúp người bệnh, thân nhân người bệnh an tâm khi điều trị tại bệnh viện. Thấy cái bếp ăn này rất là nhân văn, nhất là mình điều trị ở đây một tuần rồi. Ngày nào mình cũng đến đây mình ăn cơm hết, cảm thấy là rất là tốt. Và mọi người đến ăn cũng rất đông và cơm rất là ngon. Sự hạnh phúc của họ trong ánh mắt bằng những cái cử chỉ đó là góp phần vào cái hạnh phúc của đội ngũ chúng tôi, tạo thêm cái động lực để góp phần tìm kiếm thêm cái nguồn tài trợ nữa để có thể phục vụ nhiều suất ăn hơn nữa. Người nhận cơm vui mừng vì có bữa cơm ngon, bệnh viện và các nhà hảo tâm ấm lòng khi góp phần giúp đỡ những cuộc đời còn khó khăn. Tất cả dệt nên câu chuyện đầy ắp tình người được lan tỏa từ nhà ăn hạnh phúc. Thưa quý vị khán giả, sau khi xem xong đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta đã có thể hiểu thêm được phần nào công việc cùng nỗi vất vả của các y bác sĩ và các tình nguyện viên của nhà ăn hạnh phúc, phải không ạ? Quả thật là vô cùng đáng trân quý ạ. Hiện tại thì mỗi ngày nhà ăn hạnh phúc của mình cung cấp miễn phí bao nhiêu suất cơm trưa cho người bệnh cũng như là người nhà của họ? Năm đầu tiên đó thì trung bình khoảng 350 đến 400 suất mỗi ngày thôi. Nhưng mà sau đó thì đặc biệt là năm 2023 thì cái nhu cầu nó nhiều hơn. Do đó thì trung bình hiện nay thì từ 450 đến 500 suất mỗi ngày và từ thứ hai cho tới thứ sáu hàng tuần. Vậy khi mà những cái suất cơm này được chuẩn bị xong và đem phát cho bà con á, thì cảm giác của bác cũng như là các tình nguyện viên cảm thấy như thế nào? Và bác thấy là những người nhận cơm họ có cảm xúc ra sao ạ? Qua những ánh mắt, những nụ cười và những cái lời trao đổi với những người mà đang ăn đó, thấy rằng là người ta ăn thấy vui vẻ, ăn vừa miệng, thì đó là góp phần động lực cũng là thêm cái niềm vui cho tất cả đội ngũ của nhà ăn hạnh phúc. Trong tương lai thì bác có tiếp tục duy trì và mở rộng cái mô hình nhà ăn hạnh phúc để mà hỗ trợ cho các bệnh nhân không ạ? Chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong thời gian tới đó thì với cái nhóm thiện nguyện Nhất Tâm và bệnh viện Lê Văn Thịnh sẽ mở ra nhiều cái địa điểm ở các cái bệnh viện hay là một cái nơi mà có đông dân cư và kêu gọi các mạnh thường quân cùng chung tay với chúng tôi có thể cung cấp nhiều suất ăn hơn nữa. Xin kính chúc bác luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cùng các cộng sự của mình và các nhà hảo tâm duy trì nhà ăn hạnh phúc này. Còn bây giờ thì Hồng Ân cùng bác sĩ Khanh xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ạ.